Mình đã bán được trên 17 năm. Mình từ nghĩ ra rồi tự mình bán thôi. Bắt đầu bán trái cây sẻ. Rồi cái mình nghĩ là bán trái cây sẻ không thì cũng mấy thời gian mình cũng rảnh quá thôi. Mua bánh tráng về mình bán. Bán càng ngày thì lại mình càng thêm món. Không nhiều thành phần như các món bánh tráng khác. Bánh tráng chấm của chị Bùi Thị Ngọt trên đường Tôn Thất Thuyết, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh gây ấn tượng bởi sự đơn giản trong nguyên liệu và hương vị đặc biệt của phần nước chấm. Theo chị Ngọt chia sẻ, nhiều thực khách đã gắn bó với xe bánh tráng này từ thời học sinh cho tới khi lập gia đình. Đúng như tên gọi, món ăn này chỉ gồm có bánh tráng cắt nhỏ và phần nước chấm được pha chế theo công thức riêng. Để tăng thêm hương vị, khách hàng có thể mua thêm trứng để ăn kèm. Điều đặc biệt, trứng được sử dụng ở đây là phần trứng vữa. Trứng chấm đơn giản thôi, bịch 10.000 là chỉ có bánh tráng với bịch nước chấm thôi. Còn trứng là 10.000 ba trứng, ăn kèm theo. Là sáng á, là người ta giao hàng cho mình, mà trưa mình bán hết cái bắt đầu mình kêu, nhắm chừng mình kêu trước là người ta chở trứng nóng đến cho mình luôn, luộc cho mình luôn. Trứng vữa tại đây được thực khách đặc biệt yêu thích. Phần lòng trắng không bao quanh lòng đỏ như trứng thông thường mà nằm tách biệt. Trứng vữa khi ăn có độ dai, phần lòng đỏ béo ngậy, có thể ăn cùng với bánh tráng hoặc chấm riêng. Cũng chính vì điều đó mà trung bình một ngày, xe bánh tráng của chị Ngọt bán hết một số lượng lớn trứng vữa. Trứng hiện bây giờ là đang bán là 1.400, 1.500. Trứng nó đặc biệt là mình bán trứng giữa. Khách hàng thích ăn bánh trứng giữa, nó dai, nó có độ dai, nó ngon. Thường là các em thích là chấm nước chấm. Nước chấm nó đặc biệt. Cái trứng luộc, cái trái trứng ở đây cái lòng trắng rất là béo, còn cái lòng đỏ thì nó không có bị bở, kiểu như là nó ăn nó không có bị ngán, nên là khi mà chấm với nước sốt á, cái vị béo của trứng nó sẽ rõ hơn. Thì trứng mình sẽ được chấm với một cái nước sốt bánh tráng chấm luôn. Dạ, trứng nó là bùi, béo. Thì trứng đây nó đặc biệt, trên là nó màu trắng, ở dưới nó màu vàng, chứ nó không phải mấy trứng gà bình thường. Cái nước sốt này là chấm giống như cái nước sốt bánh tráng chấm luôn. Nó hòa quyện. Nước chấm được xem là phần bí quyết với món bánh tráng chấm ở đây làm mê hoặc nhiều thực khách. Nước chấm được chị Ngọt pha chế gồm có nước tắc, muối tôm, đường và sa tế. Đặc biệt là ở sa tế. Với mình làm thì... biết thì mình làm thì nó ngon thôi. Mua muối ngon. Để sa tế là sa tế của bên trong bánh tráng á. Đấy đó, thì nó mới ngon. Một ngày mình làm có mấy chục ký tắc à. Có bữa là 40 ký tắc, còn có bữa 36 ký. Nó thấy vậy chứ không đơn giản đâu. Làm rất là cực. Cho nên là phải nhiều người làm phụ. Nó nhiều giai đoạn lắm cho nên nó mất thời gian lắm. Xé miếng bánh tráng rồi chấm vào phần nước chấm sền sệt, hòa quyện như các nguyên liệu, tạo nên vị chua, cay, mặn, ngọt. Trước giờ thì ăn nhiều chỗ lắm, nhưng mà hôm nay mới ăn lần đầu tiên ở đây thì thấy nó khác hẳn. Cái bánh tráng thì nó dẻo, xong rồi cái nước sốt thì nó vừa ngọt vừa chua. Chắc là do cái nước sốt, mà bình thường những chỗ khác thì có chỗ nó sẽ mặn hơn chút xíu. Nhưng mà ở đây thì mọi thứ rất là hòa quyện, nói chung là rất là ngon. Một bịch đầy đủ vậy là 10.000, là có nước sốt với bánh tráng luôn. Thì cái bịch bánh tráng rất là nhiều, nước sốt nó cũng rất là nhiều. Mình ăn cũng nhiều chỗ rồi, nhưng mà mình cảm giác như là quán ở đây nó giá nó bình dân, với lại nó phù hợp cho học sinh á. Với lại món ở đây rất là ngon. Mình ăn bánh tráng chấm với lại bánh tráng cuốn. Nó đậm đà, khi mà mình chấm vô mình ăn mình sẽ cảm thấy nó rất là ngon. Thế rất là khác với những cái chỗ khác á. Thường thì một tuần mình đến 2 lần. Bánh tráng chấm ở đây thì cái sốt nó mặn mặn, ngọt ngọt. Nói chung là nó với lại cái giá thì nó vừa túi tiền. Ở đây thì bịch ăn được 3 người. Hương vị hấp dẫn cùng giá cả bình dân là lý do giúp cho xe bánh tráng của chị Ngọt lúc nào cũng đông khách, nhất là vào mỗi buổi chiều. Xe bánh tráng nằm tại số 209 đường Tôn Thất Thuyết, phường 3, quận 4, thành phố Hồ Chí Minh.
giờ mở bán là từ 6 giờ đến 18 giờ 30 phút.